Tiếp tục xin giới thiệu đến cho anh em được thấy một cái sản phẩm mới về tiếp của Bali ạ. Nhắc đến Bali thì anh em không phải nghĩ về độ da của nó nhá, cực kỳ bền luôn. Thiết kế này là thiết kế mới 2020, được phá cách bởi vì những họa tiết rất là trẻ trung ở trên mặt clock, da Saffiano rất đẹp và bền bỉ. Mẫu này thì có kích thước là ngang khoảng 26 nha anh em nhé. Chiều cao là khoảng 17. Form túi vuông, cứng, lực sự luôn. Chiều rộng mặt đáy là khoảng 4cm. Dùng cái sản phẩm này anh em có thể để những cái vật phẩm nhỏ, bật lửa, ví, giấy tờ, sổ, sẻ, thẻ. Rất đẹp luôn ạ. Da là tuyệt vời, bền bỉ luôn. Mẫu mới 2020 ấy nhá. Đấy, tuyệt vời đẹp luôn ạ. Giá mình đang bán là tương đối dễ chịu, tiết kiệm đến khoảng 40% so với giá web nhá. Chỉ hơn 8 triệu mẫu này thôi. Tuyệt vời đẹp. Da Saffiano rất đẹp luôn ạ. Vâng ạ. Anh em nào có nhu cầu liên hệ ngay với mình. Chỉ duy nhất một chiếc tại cửa hàng thôi ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip.